Xin chào các bạn đã đến với trận đấu này và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng tôi. Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và các cầu thủ của hai đội biết rằng đây là trận cầu quyết định. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn cuộc so tài này. Chúng ta có gì ở đây nhỉ? Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, nhưng pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chấn giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Milik pha ngăn chặn kịp thời. Tình huống chơi bóng vào trong. Bóng đã bị chặn lại. Lấy bóng rất đơn giản. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Sẽ làm gì đây? Thủ môn đã buộc phải đấm bóng giải nguy. Không được. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Pha dứt điểm không tốt. Phòng ngự tỉnh táo. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Không được. Chuyền bóng không tốt. Đưa cho khe. Chuyền vào trong. Dứt điểm. Không được.
Việc chơi lấn lướt và tạo sức ép lên khung thành đối phương là điều rất cần thiết. Zielinski. Zielinski đã có tình huống phạm lỗi. Quả đá phạt, không thể vượt qua được thủ môn. Không được. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Mất bóng rồi. Milik. Hiệp 1 của trận đấu còn 15 phút. Phạm lỗi. Chuyền vào trong. Pha dứt điểm không tốt. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Đường chọc khe, giữ bóng rất tốt. Chuyền vào. Mất bóng rồi. Đường chọc khe. Wow! Sau rất nhiều những pha hợp thành thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Đó là một bàn thắng rất quan trọng. Tất cả khán giả trên sân lúc này như đang vỡ òa. Một bàn thắng có thể nói là rất quan trọng. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Tỷ số trận đấu là 1-0. Chúng ta có thể thấy được sự gắn kết trong những pha tấn công của họ, và đặc biệt là bàn thắng vừa rồi. Lỡ chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu, giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Chuyền vào. Dứt điểm đi. Phòng thủ rất tốt. Milik. Mất bóng rồi. Lewandowski. Cơ hội tấn công. Rất tốt. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Như vậy là
hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Đường trọng khe nguy hiểm, chuyển vào trong. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chưa có bàn thắng, rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Rất tốt, cơ hội, dứt điểm, ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Tỏ ra rất tập trung, không được, chặn bóng rất tốt, đi bóng rất tự tin, không được rồi, cơ hội tấn công, đường chọc khe. Cản phá rất quyết liệt. Chuyển vào trong. Ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Các cầu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Đường chuyền chuẩn xác, cơ hội để phản công. Sẽ có một tình huống ném biên. Chuyền vào trong. Cơ hội khá đơn giản. Cần phải thi đấu cầm tiện và cần sự tỏa sáng bởi những pha bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Chuyền bóng tốt. Pha đọc tình huống khá tốt. Zielinski. Chuyền vào. Không được. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Phối hợp khá đơn giản. Không chia bóng rất tốt. Tổ trọng tài đã có phạm lỗi. Ban trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống treo bóng. Chuyền bóng vào trong. Cản phá rất quyết liệt. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Một nỗ lực tuyệt vời. Đường chuyền rất sáng tạo. Không được, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn.
chuyền vào. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Một đường chuyền bóng dài. Cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng. Chuyền bóng tốt. Anh sẽ làm gì đây? Đường chuyền không tốt. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, hồi hộp đến từng khoảnh khắc. Rất tốt. Phạm lỗi. Sẽ có một quả ném biên. Rất tốt. Chuyển vào trong. Zielinski. Không cần phải đề cao đội hình hơn nữa ở những phút còn lại để mong có thể kiếm được bàn thắng. Một pha treo bóng. Một tình huống làm thất tim các cổ động viên. Họ đang chờ em sân không biết mệt mỏi. Sẽ đẹp. Vẫn còn. Phòng thủ rất tốt. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Khoai Bách để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.